là Lưu Thị Từ, 6 là Võ Thị Vãn, 7 là Trần Thị Sáu, 8 là Trần Thị Lắm, 9 là Võ Thị Yến, 10 là Cô Diệp. Mời mọi người. Xin trân trọng kính mời nghệ sĩ Ngọc Sơn và anh Bác Bờ Lân và anh Phong Minh Ám lên trao bài cho bạn không? Anh gọi thêm hai ba người cho khỏe luôn. Anh gọi lần nữa hai ba người. Tiếp theo số 11 là Hà Thị Thiền, 12 là Nguyễn Lâm Tự, 13 là Lưu Thị Sáu, 14 là Lê Thị Liên, 15 là Phạm Thị Thu Huyền. Thấy không? Như vậy là mỗi lần là 15 người. Một là Lê Thị Tiện, hai là Nguyễn Châu, ba là Võ Thị Đi, bốn là Hồ Thị Tiến, năm là Lưu Thị Từ, sáu là Võ Thị Phẩm, bảy là Trần Thị Sáu, tám là Trần Thị Lắm, chín là Võ Thị Chiến, 10 là Tô Diệm, 11 là Hà Thị Thi, 12 là Nguyễn Văn Tự, 13 là Lưu Thị Sáu, 14 là Lê Thị Liên, 15 là Phạm Thị Thu Huyền. Mười sáu là Phan Thị Giả, 17 là Đoàn Bách. Mười bảy người. Bà con nghe lại này, một là Lê Thị Tiện, hai là Nguyễn Châu, ba là Võ Thị Đi, bốn là Hồ Thị Tiến, năm là Lưu Thị Từ, sáu là Võ Thị Phẩm, bảy là Trần Thị Sáu, tám là Trần Thị Lắm, chín là Võ Thị Chiến, mười là Ngô Diệm, 11 là Hà Thị Thiền, 12 là Nguyễn Văn Tự, 13 là Lưu Thị Sáu, 14 là Lê Thị Liên, 15 là Phạm Thị Thu Huyền, 16 là Phan Thị Giả, 17 là Đoàn Bách. Bây giờ là chúng ta là số 18 này. 18 là Đặng Thị Liễu, 19 là Hà Thị Đơn, 20 là Lê Thị Bảy, 21 là Phan Văn Quát, 22 là Đặng Sáu, 23 là Đặng Thị Đất, 24 là Vương Văn Tiết, 25 là Nguyễn Văn Bảy, 26 là Nguyễn Kiển, 27 là Đoàn Tâm, 28 là Võ Tốt, 29 là Nguyễn Đạo, 30 là Trần Thị Hộ, 31 là Nguyễn Thị Nhung, 32 là Nguyễn Trà, 33 là Hồ Tấn Tảo, 34 là Nguyễn Công Thanh. Tôi xin cái lại này. 18 là Đặng Thị Liễu, 19 là Hà Thị Đơ, 20 là Lê Thị Bảy, tức là Minh, 21 là Phan Văn Pháp, 22 là Đoàn Sáu, 23 là Đặng Thị Đất, 24 là Vương Văn Tiết, 25 là Nguyễn Văn Bảy, 26 là Nguyễn Kiển, 27 là Đoàn Tâm, 28 là Võ Tốc, 29 là Nguyễn Đạo, 30 là Trần Thị Hộ, 31 là Nguyễn Thị Nhung, 32 là Nguyễn Trà, 33 là Hồ Tấn Tảo, 34 là Hồ Công Thanh. Đẹp giá đã. Bao nhiêu chút nữa? Lo làm gì?
Danh sách cuối cùng. Nguyễn Thị Hương, tức là Hương. 36 Trần Thị Tui. 37 là Dương Thị Mỹ Trung. 38 là Nguyễn Thị Đường. 39 là Nguyễn Thị Ba. 40 là Lưu Lộc. 41 là Hồ Thị Tiết. 42 là Nguyễn Hùng. 43 là Nguyễn Bằng. 44 là Nguyễn Thị Bộ. 45 là Ngô Văn Bốn. 46 là Võ Thị Ba. 47 là Trần Thị Mười. 48 là Trà Văn Hầu. 49 là Bùi Lượng. 50 là Lưu Văn Bốn. Xin trở lại. 35 là Nguyễn Thị Hương, tức là 36 là Trần Thị Tui. 37 là Dương Thị Mỹ Dung. 38 là Nguyễn Thị Đường. 39 là Nguyễn Thị Ba. 40 là Lương Lộc. 41 là Hồ Thị Tiết. 42 là Nguyễn Hồng. 43 là Nguyễn Bạch. 44 là Nguyễn Thị Mộ. 45 là Phan Văn Bốn. 46 là Võ Thị Ba. 47 là Trần Thị Mười. 48 là Trà Mái Màu. 49 là Bùi Lượng. 50 là Trương Văn Bốn. Chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Tiến Đông, đồng chí Lê Lương Đăng và nghệ sĩ Ngọc Sơn và ca sĩ Mai Phù Lan lên trao quà cho bà con. Xin mời bốn đồng chí. Nhân trong dịp này thì nghệ sĩ Ngọc Sơn cũng trao 27 suất cho những người bị tai nạn trong toàn huyện và sẽ giao lại cho Liên đoàn Lao động huyện Chi Xuyên sẽ tổ chức phát cách. Mình đưa một lần một số tiền tôi cho bác lãnh đạo lãnh đạo nhận luôn. Chia ra, cái con là theo quý vị con đây cái xin mời đồng chí Lê Tiến Đông, đồng chí Lương Đăng, nghệ sĩ Ngọc Sơn và nhân dân ca sĩ Mai Cầu Lan sẽ trao quà cho bà con. Tổng số là 50 người. Cầu hai cái nhận giùm á. Có một người không nhận giùm, có một người là đòi nhận giùm mà chưa được. Hả? Nó có người là nhận giùm, hai người nhận giùm đó. Có hai người nhận giùm mà chưa nhận thôi. Còn thiếu là năm rồi mà nhận giùm thêm một người thôi. Không, không bị làm ba lần được không sai đâu. Cái nhận giùm không bị làm năm người. Còn thiếu gì hả? Bà con nào còn thiếu chưa nhận thì đến đây. Ai đại diện nhận giùm luôn. Công số con cầm 23 xuất phụ, nghĩa là 27 xuất phụ. 27 xuất phụ. Thì con đưa một lần một tổng số tiền luôn. Dạ, dạ. Gửi luôn. Dạ, chúng ta. Dạ, nhà vui vẻ luôn đó.
Tiếp theo chương trình là xin mời nghệ sĩ Ngọc Sơn sẽ lên cao 27 xúc cho tổng liên đoàn lao động huyện Củ Chi. Xin mời quý vị khán đông chủ tịch liên đoàn lao động huyện Củ Chi lên ra chặt. Xin mời quý vị khán đông. Livestream hả? Tại gia đình có vui không? Có ai đó không? Đức Thi. Wow, Đức Thi khỏe không? Vui không? Thương có đi là thương có đi. Đại diện của em ở khắp nơi thương em lắm. Em có gì tôi cần được. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy các đoàn, để ghi nhận cái tấm chân tình của nghệ sĩ Ngọc Sơn cũng như là chân nhân Mai Cửu Long đã có mặt đây hỗ trợ cho bà con trong cái lúc khó khăn, thay mặt địa phương chúng tôi xin trân trọng kính mời hai anh lên phía trên để chúng tôi bày tỏ cái tấm lòng của mình. Nào đi lên phía trên. Chương trình đến đây là